Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói lựa chọn duy nhất của Moscow sau vụ tấn công Điện Kremlin là đáp trả nhằm vào Tổng thống Ukraine. Sau vụ tấn công khủng bố hôm nay, không còn lựa chọn nào ngoài loại bỏ Zelensky và cấp dưới của ông ta. Chúng ta thậm chí không cần họ ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện, sẽ luôn có người khác làm thay, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 3 tháng 5. Một số lãnh đạo Nga trước đó cũng phát biểu cứng rắn, kêu gọi đáp trả Ukraine sau vụ máy bay không người lái UAV phát nổ trên Điện Kremlin. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng nước này không nên đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời kêu gọi sử dụng những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn chính phủ Ukraine để trả đũa. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cùng ngày thông báo mở cuộc điều tra hình sự về hành động tấn công khủng bố liên quan đến âm mưu của chính phủ Ukraine nhằm sử dụng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine triển khai hai UAV để tấn công dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin rạng sáng 3 tháng 5, thêm rằng các phi cơ bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin không có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra sự việc, mà đang làm việc ở văn phòng tại Novoogryovo, ngoại ô thủ đô Moscow. Chúng tôi coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Nga bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công này vào thời gian và địa điểm thích hợp, ông Peskov nói. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không tấn công Tổng thống Putin hay thủ đô Moscow của Nga. Quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống nhấn mạnh tấn công Điện Kremlin không thay đổi cục diện chiến trường và chỉ khiến Nga hành động cực đoan hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không thể xác thực những cáo buộc của Moscow và không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra. Ông cũng khẳng định Ukraine có quyền tự quyết khi được hỏi liệu Washington có chỉ trích Kiev nếu nước này tấn công lãnh thổ Nga hay không. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.